Ok, trận đấu tập luyện giữa anh em của câu lạc bộ cầu lông anh em Bắc Ninh. Phía gần màn hình cặp đôi Hưng Thanh và đối thủ của họ là Vũ Minh và Trung Đức. Cầu không qua lưới. Điểm 6-0. Hùng rất thích cái cổ tay của vận động viên Xuân Hưng. Vũ Minh giao cầu. 8-2, bên kia không chịu được rồi, nhưng luận giải cả ngày thôi. Nhưng mà thấy trận đấu hay quá lại quyết định là quay lại cho anh em xem và học hỏi. Đường cầu lật lưới rất may mắn. Ok anh em, chúng ta lại tiếp tục đến với trận đấu tập luyện của câu lạc bộ anh em Bắc Ninh. Phía gần màn hình cặp đôi Vũ Minh và Văn Thiều, đối đầu cặp đôi Hải và Hưng. Văn Thiều giao cầu. Vận động viên Hải lại để cho anh em tự xem nhá, anh em tự đọc điểm nhá, nếu mà quan tâm thì...
Thủ cầu quá xuất sắc. Đều ngoài sân. Hey.
Cầu trong sân 30-29. Ba mươi hai mươi chín, trận đấu kết thúc, chiến thắng cho cặp đôi Hưng Hải